Chào quý anh chị, quý bà con. Vâng, đây hôm nay em xin giới thiệu cho quý anh chị, quý bà con, đó là hai mẫu cẩu xoay 360 độ nhé. Vâng, đấy, đây là một mẫu cẩu xoay lại 500 kg nhé. Đấy, ống tuýp 90 nhé, phi 40. Vâng, dày 5 ly, ống hộp vuông 6 nhé. Đấy, vuông 6 này, cần dài tối đa là 1,5 m và loại 1 tấn này. Ống 110, hộp vuông 10. Vâng. Đấy, cần dài tối đa cũng 1,5 m. Đây em đang lắp hai chiếc tời, một chiếc tời điện và một chiếc tời ắc quy. Vâng, đây là con quay vòng tròn cho các bác xem này. Đấy, quay rất đơn giản nhá. Cẩu xoay được 360 độ, xoay vòng tròn luôn, rất nhẹ nhàng. Đấy. Rồi, quay trả lại cho các bác xem. Đấy. Xoay rất đơn giản rồi, con khóa vào. Đấy, tời sẽ có cẩu xoay sẽ có một bộ khóa nhá, khóa đứng hãm nhé. Đấy, đây con test thử cho các bác xem nhé. Đây em sẽ test thử một chiếc tời điện này, loại 500 kg nhé. Đấy, lên dây rất nhanh rồi, xuống nè. Đấy, quý anh chị thấy là cẩu xoay sử dụng đa chức năng nhá, lưng hàng trên lắp trên các thùng xe lam, ô tô, xe lưng, vâng, hoặc là trên các công trình nhà cao tầng nhá. Vận chuyển hàng vật liệu xây dựng, đấy, các thiết bị công nghiệp rất đa chức năng. Đây bên cạnh đó là, đây con chuyển sang chiếc tời này cho bác. Con xoay tròn đi, xoay tròn cho bác xem. Đấy, rồi. Đấy, mở khóa để xoay nhá. Rồi, ok. Con hãm vào, ngồi ra kia mắc xe. Rồi, con phanh. Rồi, đây em sẽ test một chiếc tời điện này. Tời điện đang, do cái chân đế này em bắt không chắc cho nên em chỉ test một sản phẩm nhẹ thôi ạ. Đấy, còn, đấy. Con cho lên đi, con cho lên các bác xem nhé. Đây là chiếc tời ắc quy, sử dụng bình ắc quy loại 12V. Bên em thì có tời ắc quy dành cho 24V, 12V. Con cho lên cao rồi đi, con cho lên cao cho các bác xem. Đấy, lên hàng rất là nhanh nhá. Vâng, tất nhiên là so với tời điện 220 thì tời ắc quy tốc độ lên dây sẽ chậm hơn ạ. Thì cẩu xoay này quý anh chị, quý bà con có thể lắp tời điện, tời ắc quy hoặc là tời quay tay nhé. Thì bên em là đơn vị chuyên nhập khẩu trực tiếp này, bán buôn bán lẻ tất cả các loại cẩu xoay. Vâng, cẩu xoay nhá, loại 1 tấn, loại 500 kg. Các loại ba lăng xích này, ba lăng xích kéo dạp cưới, kéo đồ, kéo thiết bị công nghiệp, xích từ 3m, 5m, 8m và 10m nhá. Loại 1 tấn này, 2 tấn, 3 tấn nhá. Thương hiệu Vista, bảo hành 1 năm cho các sản phẩm. Đấy, các mẫu tời điện 220V và sử dụng điện lưới nhá. Đấy, đầy đủ các mã tải trọng 800, 500, 200, 400. Các mẫu tời ắc quy bên em cũng vậy ạ, rất nhiều mẫu mã nhé, chuyên dùng để tời cứu hộ, tời cẩu xoay, lắp cẩu xoay này, đa chức năng và loại mã tời nhỏ này, tất cả đều có điều khiển từ xa nhé. Mẫu tời quay tay, vâng, tời tự hãm này, tời kéo gỗ này, đa chức năng luôn. Quý anh chị, quý bà con ai có nhu cầu về các sản phẩm ba lăng xích, tời điện, tời ắc quy thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua số 0973 143 996 để bên em tư vấn và giới thiệu nhé. Vâng, rất mong được sự quan tâm ủng hộ của toàn thể quý anh chị, quý bà con. Xin cảm ơn và mong được hợp tác. Vâng, xin chào ạ.